điều chuyển công tác đại úy công an đứng nhìn tài xế bắt cướp. Trưởng công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển đại úy Lâm về đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện. Đại úy Nguyễn Văn Lâm, 36 tuổi, cán bộ công an xã Cự Khê, có mặt tại hiện trường vụ tài xế taxi Nguyễn Trần Minh, sinh năm 1976, ở quận Long Biên, Hà Nội, vật lộn bắt tên cướp bị truy nã. Tuy nhiên, người này lại thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm. Công an huyện Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển đại úy Lâm về đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Thanh Oai. Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã có báo cáo và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có hình thức khen thưởng đối với tài xế Minh. Ngày 17 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh. Giám đốc công an thành phố Hà Nội cũng đã tặng giấy khen cho hành động dũng cảm của anh Minh. Qua các thông tin ban đầu, công an thành phố Hà Nội được biết có một công dân tích cực tham gia giúp đỡ anh Minh khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên cho đến nay, công an vẫn chưa xác định được công dân nêu trên. Do vậy, công an thành phố Hà Nội đề nghị công dân nào biết, trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cung cấp thông tin cho công an thành phố theo số điện thoại đường dây nóng 069 219 6777 hoặc đội cảnh sát hình sự công an huyện Thanh Oai 069 219 0001 để kịp thời tập hợp đề xuất biểu dương khen thưởng. Trước đó khoảng 14 giờ 30 ngày 16 tháng 5, Phạm Đặng Sáu, 51 tuổi, quê tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đối tượng bị truy nã, bắt taxi đi từ khu vực quận Long Biên về quê. Khi đến khu vực đường Sienco 5 thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, anh Nguyễn Trần Minh dừng xe gọi điện thoại cho vợ. Sáu bất ngờ rút dao nhọn mang sẵn đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào ngực, anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu và hô hoán bị cướp để người dân hỗ trợ khống chế. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.